Một phụ nữ đã chết tại chỗ trong tai nạn giao thông xảy ra trên đường Lê Lợi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào khoảng 7 giờ sáng 3 tháng 8 năm 2017. Theo thông tin ban đầu, xe tải chở cát mang biển số 78C05370 của doanh nghiệp tư nhân Thạch Hợp lưu thông hướng từ Tây sang Đông. Khi đến đường Lê Lợi, xe tải đã tông vào xe máy mang biển số 78C12-2988 do một phụ nữ điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy chết tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Tuy Hòa đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.